Korea Beauty Medispa tọa lạc tại trung tâm thành phố Vinh ở địa chỉ 39C Lê Hồng Phong, có trang thiết bị công nghệ cao kết hợp với những sản phẩm cao cấp nhất nhập khẩu từ Hàn Quốc, cùng đội ngũ nhân viên được các chuyên gia hàng đầu tại Hàn Quốc đào tạo. Korea Beauty tự hào là một trong những địa chỉ cung cấp dịch vụ làm đẹp và chăm sóc sức khỏe chất lượng nhất trên thị trường hiện nay, đáp ứng mọi biện pháp cần thiết để bạn đạt được kết quả như mong muốn. Đến với Korea Beauty, với không gian trang trí nội thất cao cấp, phong cách cổ điển cùng hệ thống ánh sáng được thiết kế chuyên nghiệp sẽ mang lại cho quý khách sự thư thái và thoải mái. Các bài nhạc trị liệu kết hợp với phương pháp massage giúp bạn có những phút thư giãn tối đa, xua tan mệt mỏi, đưa tâm trí và cơ thể bạn tìm lại sự cân bằng, hài hòa. Korea Beauty áp dụng các biện pháp phù hợp và hiệu quả nhất cho từng loại da và từng đối tượng khách hàng, luôn cập nhật những công nghệ mới và tiên tiến nhất tại Hàn Quốc như tiêm căng bóng da mun quang, cấy tế bào gốc mô mỡ, cấy tinh chất cá hồi, bảo hiểm cho làn da không tuổi, liệu trình PRP trị sẹo rỗ, điều trị nám, tàn nhang bằng máy laser Neosit và tiêu tan nám, tái sinh da với mặt nạ vàng 24K. Với các liệu trình bài bản và tiên tiến, bạn sẽ có được khuôn mặt và làn da không tuổi. Liệu pháp tắm trắng toàn thân cũng được khách hàng đến với Korea Beauty đặc biệt yêu thích và tin tưởng lựa chọn. Không chỉ giúp bạn có làn da trắng hồng tự nhiên, chuẩn mực của phụ nữ Á Châu, tắm trắng toàn thân còn giúp cho bạn thanh lọc, thải độc cho làn da khỏi những tác nhân ô nhiễm của cuộc sống hiện đại. Đặc biệt, Korea Beauty có dịch vụ phòng VIP cho những cặp vợ chồng muốn tận hưởng giây phút thư giãn bên nhau với không gian lãng mạn, riêng tư. Với những khách hàng bận rộn, có ít thời gian cho việc tự chăm sóc sắc đẹp tại nhà, Korea Beauty cung cấp dịch vụ gội đầu, chăm sóc và làm bóng nghệ thuật. Với đội ngũ chuyên viên tư vấn cao cấp, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm gửi gắm niềm tin ở Korea Beauty để hiểu rõ hơn về cơ thể mình và những điều tốt nhất mà cơ thể bạn đang cần. Korea Beauty thấu hiểu và đồng hành cùng bạn trong hành trình vươn tới vẻ đẹp hoàn mỹ.